Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với Biorama Farm. Và hôm nay mình rất vui được giới thiệu các bạn một loại chuối mới, đó là chuối chà bột. Đây là một loại chuối cũng khá hiếm trên thị trường. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu loại chuối này nhé. Và đây là một buồng chuối chuối chà bột các bạn. Thì buồng chuối này đã già và đã sắp thu hoạch. Thì chuối chà bột là một loại chuối mà rất là dẻo, bùi và ngon khi chín. Thì chuối này thì thường được trồng ở một số cái gia đình ở xung quanh, chứ còn trồng cái diện tích lớn thì cũng ít khi người ta trồng. Thì chuối thì quả chuối thì cũng đầy đặn, nó sẽ to hơn quả chuối cao một tí, và thường nó sẽ có những cái lốm đen như thế này, lốm đen như thế này gọi là chuối chà bột ha. Thì quả này rất là đẹp. Và vừa rồi mình đã thu hoạch được buồng chuối bên nào, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến tìm những buồng chuối khác. Thì hiện tại ở khu vực này thì trồng chuối chà bột cùng với là chuối sứ cùng với nhau. Đây có một buồng chà bột nữa các bạn. Mình sẽ cùng thu hoạch cái buồng chuối này luôn, nó cũng đã già rồi.